Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 10, em lại lên một video giới thiệu lại những sản phẩm. Những sản phẩm này đã giới thiệu rồi nhé. Cụ thể hai con âm ly và năm cặp loa. Thì cái con hai con âm ly này thì bữa trước có bác chốt mà không thấy chuyển khoản, hôm nay là đang bán lại các bác nhé. Thì cái con 607 alpha này, em hôm nay thì em mở ra cho các bác coi nội thất và nói nhé. Đầu tiên em giới thiệu con 607 alpha trước. Đây, hàng này, con này hàng đấu giá các bác nhé. Đây, taxi của nó. Đấy, bây đầu tiên em quay những chỗ này này, đặc biệt những chỗ này nó rất là hay bị ảnh hưởng đến thời tiết này. Như con này thì hàng là hàng đấu giá về cho nên là nó chạy 8 con sò nằm dưới đấy các bác nhé. Thì đặc biệt con dòng âm ly này á, thì nó phải kỹ các bác. Âm ly này thì nó thiết kế rất đơn giản, nhưng mà bo mạch nó đã không nằm ở trên như các âm ly khác, mà nó nằm ở trong cái hõm này, trải dọc đây. Và bên này cũng vậy này, đó. Âm ly đẹp, đẹp gần như mới đấy các bác. Đây mã số của nó này. Thì dĩ nhiên hàng đấu giá thì giá cả nó phải cao hơn hàng bãi rồi. Các bác hiểu là hàng này nó chất lượng nó khác. Nắp lưng này ạ. Con này thường vẫn bán 5 triệu các bác nhé. Vẫn 5 triệệu. Con này công suất chạy 8 con sò than, công suất 240W. Các bác có thể vừa ghép loa lớn này, vừa ghép có thể thêm băng số và có thể hát karaoke được nhé. Chơi bass 30 thoải mái luôn. Chơi từ nó chơi từ 4 ôm cho nên các bác thoải mái mà trên loa nhé, 4 ôm đến 16 ôm. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn chassis này, những cái chassis này nó đẹp cỡ đó luôn đấy. Thì hàng này thì đấu giá thì các bác yên tâm, cái gì nội thất nó cực kỳ đẹp rồi. 5 triệu các bác nhé. Đây, bấm AB này, A cộng B luôn này, rồi bắt chép. Các bác đặc biệt các bác khi mà bác mua về là bác phải để cái chữ tôn này nó sáng này nhá, thì mới chỉnh nó bắt chép nhá. Đó. Cái nút này không được bật này, rồi sáng này, ba lăng này. Đây là cái cổng live vào này, đó. Non LED. Rồi 5 triệu con âm ly hàng đấu giá các, đẹp xuất sắc luôn nhá, đẹp như mới luôn. Rồi tiếp sang đây con âm ly này thì em cũng có đăng rồi, bữa trước có mở ra cho các bác coi rồi. Nội thất còn tương đối là đẹp nhá. Con này SA7800, đèn vu zin nhá, đèn zin hết nhá, đèn zin nó trắng trắng, cái này là đèn zin này. Dòng 7800 chạy 4 con sò 2 vít 160W đó. Phía dưới này còn rất đẹp, test tiếp ok hết rồi đó. Taxi còn đẹp lắm nha. Hàng con này là hàng bãi. Dòng này thì quá nổi tiếng rồi. Ghép được rất nhiều loa luôn. Trước có bác cái chốt mà em bán, bữa trước là em bán 5.7 triệu. Hôm nay bác nào chốt em bán 5.4 triệu nha. Có bác kia bác chốt mà bác không lấy, không thấy bác chuyển khoản. Và cái dòng này thì em có thể giảm giá được, nhưng mà cái dòng mà đấu giá này thực tế là đấu giá chỉ có lên nhưng không xuống được. Nhá. Con này thì hôm nay bớt 300 ngàn nhé, 5,4 triệu. Bữa trước thì em có lên video bán 5,7 triệu. Hôm nay là bán 5,4 triệu cho các bác nhé. Như riêng cái bác mà hôm nọ chốt mà bây giờ hôm nay có chốt lại nữa em cũng không bán cho nữa nhé. Thì bán cho bác làm mới. Bởi vì trước hôm đấy có rất nhiều bác hỏi mà ông ấy chốt rất là nhanh luôn, nhưng sau lại không thấy phản hồi gì nữa. Thế nên nhiều bác sau em lại thói quen thì ít khi lưu số nữa, cái tin tưởng. Đó, đèn vu vẫy nữa. Bác cứ xem lại những video trước ấy, đèn vu để em cắm luôn sang cho các bác coi luôn. Bởi vì mấy cái cặp loa kia tí em chỉ giới thiệu sơ, bởi cặp loa đó là hôm qua có giới thiệu rồi.
tiếng rất hay, đánh cặp cà tanoi. À, em có cái tập tanoi này có bác ấy có chốt gần 3 tháng ấy. Chưa thấy bác chuyển tiền. Chứ mỗi lần tính bắn thanh lý mà bác lại bảo là thôi để cho anh, để cho bác khoảng 10 ngày nữa mà không mua em sẽ thanh lý cặp đoàn này tanoi T255. Bởi vì khách quen cũng được nghe rất là hay luôn. À, con này thì cái lớp lưng này em có sơn lại nhá, nó bị chảy bể hàng bãi mà, nhưng mà sơn còn đẹp lắm nhá. Con này 5,4 triệu quăng nhá, các bác cứ nghiên cứu kỹ đi, bao zin toàn tập luôn, tất cả đều zin hết nhá, về là hát luôn. Đó, loa này, loa thì em có tất cả 4 cặp loa. Những cái dòng loa này các bác nào mua chơi em bao các bác là không hay không lấy tiền. Những cặp loa này đều là 6 ohm hết các bác nhá. Đây số 1 này. Số 1 em quay qua thôi, tóm lại là số 1. Mã số nó là 6786. Số 2. Có lưới đầy đủ hết nhá. Mã số nó là 2078. Đây có cái cặp loa này nó có mấy cái lỗ bởi vì bên đó họ bắt theo trong tường ấy. Cặp số 3 này cả đều đẹp như nhau nhé. Cặp số 3 này mã số là 2381. Đều 6 ohm các nhá, đều 140W cặp. Đấy, cặp số 4 này thì là cặp SX7. Còn mã số nó là 8407 nhé. Còn đây cặp đàn ông nữa, cặp đông này thì nó có bị một bên có bị lỗi, không bên này còn đẹp này. Bên này nó có cái lỗi mà bẻ hôm qua em có quay kỹ lắm nhá, bẻ này. Tất cả những cặp loa đều 6 ohm các nhá. Loa Onkyo thì 140W cặp, còn loa đàn ông thì 50W một cái, 100W cặp. Tất cả đều là dòng loa 6 ohm, cho nên em bán đồng giá tất cả những cặp loa từ 1 đến 5. 800 ngàn một cặp nhé, đều có lưới đầy đủ hết các bác nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu alo cho em nhé. Con âm ly Sansui 607 Alpha mặt trơn, hàng đấu giá đẹp xuất sắc luôn nhé. 5 triệu. Con âm ly 7800 mặt trơn nhé, 160W, đèn gu rất là đẹp luôn. Con này thì hàng bãi, bán giá hôm nay giảm luôn, giảm bán 5,4 triệu nhá, 5,4 triệu. Rồi loa thì 5 cặp loa này đồng giá 800 một cặp. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Bên em thì cứ có cọc sẽ đi hàng, còn cọc thì bên mua phải chịu ship. Và giá này em cũng đã cân nhắc rất kỹ rồi nhá. Các bác nào cứ mua cứ lên mạng xẹp đi, cân nhắc rất kỹ rồi, tiền nào của đấy thôi nhá. Thế các bác mà nào có ý định bảo là bớt cho anh trăm, đặc biệt cái con Sansui hàng đấu giá này không thể bớt được nhá, em bán 5 triệu là 5 triệu cứ chuyển khoản hết sẽ bao ship thôi, còn nếu cọc thì mới mua phải chịu ship. Rồi cảm ơn bác xem video nhá, bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Rồi bác nào mà cứ nghiên cứu kỹ đi, chốt các bác nhá, đừng tránh được trường hợp như mấy cái bác bữa nọ.